Tôi có lỗi với cô. Chính tôi đã phá hỏng cuộc đời của ta. Nghe nói tới tận bây giờ cô vẫn chưa có gia đình. Hạnh à, đừng có nói gì nữa hết. Hạnh giận hả? Đừng nói gì nữa thì hay hơn. Làm gì mà mặt bầm tím vậy? Đã lộn danh khách hả? Dạ. Khai thiệt đi, bây với thằng Long có chuyện gì chưa? Cha, đâu có gì đâu cha. Đuổi đó, đây đâu phải nhà của Cương đâu. Đi về đi. Đi về đi mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.